Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu và nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy là xác thực, và người ấy biết mình đã nói sự thật cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đâm thâu. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày thứ sáu. Chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm chính là chúng ta nói về cái trái tim của Chúa. Tâm là tim. Ở trái tim người ta thường diễn tả về tình yêu. Vậy Thánh Tâm nghĩa là chúng ta nói về cái tình yêu của Thiên Chúa như thế nào đối với nhân loại, đối với con người. Trước hết, để chúng ta chiêm ngắm về tình yêu của Thiên Chúa cụ thể nhất qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, thì chúng ta hiểu được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa. Như trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại về câu chuyện Chúa Giêsu đã bị chết trên thập giá. Thế nhưng mà người Do Thái thì họ không muốn để xác người chết trong những ngày lễ lớn của họ. Trên họ đã đến xin ông Phi-la-tô để cho đánh dập ống chân những người bị treo trên thập giá đó, rồi gỡ xác họ xuống trong ngày lễ lớn, ngày lễ vượt qua. Và khi đến đánh dập ống chân người thứ nhất, người thứ hai là hai tên trộm, thì đến lượt Chúa Giêsu thì họ đã thấy Chúa Giêsu chết, nhưng mà họ cho chắc ăn hơn, họ lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu xem còn sống hay chết. Nếu sống thì đâm vào cạnh sườn thì chắc chắn chết thôi. Và quả thực là Chúa Giêsu đã chết, và Kinh Thánh nói nước và máu đã chảy ra. Từ trái tim của Chúa đã bị nước và máu chảy ra một cách hữu hình, đó cũng diễn tả lại cái nước và máu đó đã trở nên cái sự sống, đã trở nên cái tình yêu, đã trở nên cái nguồn cho con người chúng ta được đi vào tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Vậy thì cái chết của Chúa Giêsu xét cho cùng thì chúng ta thấy đó là một cái chết bất công. Mà chính Chúa Giêsu ngài cũng ý thức cái chết đó chính là cái mệnh lệnh của Chúa Cha sai ngài đến trong trần gian này. Và khi vào trong cuộc rao giảng tin mừng, ngài cũng đã nhiều lần để báo cho các môn đệ biết ngài sẽ phải chịu chết, rồi ngài sẽ sống lại. Và cái chết của Chúa Giêsu mà Thánh Phêrô đã diễn tả, ngài phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành. Tội lỗi của chúng ta chính ngài đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá. Chỉ có tình yêu chúng ta mới có thể diễn tả được cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá như thế nào. Và hơn nữa thì chúng ta thấy rằng là cái chết của Chúa Giêsu cũng chính là để cho chúng ta được hiệp thông vào trong chính mầu nhiệm sự sống của Thiên Chúa. Qua cái chết của Chúa Giêsu, người ta mới thấy được Thiên Chúa yêu thương nhân loại như thế nào. Vâng, thưa ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu thì chúng ta cũng thấy rõ hơn
Việc Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này mang lấy một thân phận của con người, một vị Thiên Chúa như Thánh Phaolô đã nói trong thư Philip, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ cái vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và là cái chết trên cây thập giá. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy thì chúng ta hiểu được là Chúa Giêsu đã mang lấy thân phận để rồi Ngài cho chúng ta đi vào một sự sống mới, sự sống mới. Và sự sống mới đó chính là Ngài đã trao ban, đã tự hiến, dâng chính bản thân của mình, như chính Ngài cũng đã từng nói với các môn đệ. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Và quả thực, Chúa Giêsu đã thực hiện điều đó. Rồi tình yêu của Chúa, Chúa chỉ muốn cứu người ta thôi. Một tội nhân đến với Chúa, thay vì Chúa phán quyết là cái tội đó là phải phạt, phải trừng trị, thì sau khi Chúa chữa lành, Chúa nói hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Một người phụ nữ bắt gặp quả tang, tỏ tường là đã ngoại tình, theo luật của người Do Thái là ném đá cho chết. Và Chúa Giêsu nói ai là người có tội thì hãy ném đá, ai là người vô tội thì hãy ném đá trước. Thì quả thực không ai dám ném đá bởi vì mình có tội. Rồi đến lượt Chúa Giêsu và cũng nói với người phụ nữ, thôi chị về đi và đừng phạm tội nữa. Ngài đến chỉ yêu thương và tha thứ tội, và đó chính là một trái tim của một vị Thiên Chúa. Trái tim của một vị Thiên Chúa. Rồi bên cây thập giá, mà chúng ta gọi là quen với tên là trộm lành với trộm dữ. Quả thực là chúng ta khi nói đến trộm thì chẳng thằng nào nó là thằng trộm lành, chẳng là thằng nào nó lành đâu, thằng nào cũng dữ hết. Nhưng nó lành ở cái chỗ là nó nhìn nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Cho nên sau khi một cuộc tranh luận giữa tên trộm lành và tên trộm dữ, thì nó đã thưa với Chúa Giêsu, thưa Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, Ngài nhớ đến tôi. Tên trộm lành này đã cầu xin với Chúa Giêsu và nhận ra cái quyền năng của Chúa Giêsu ở nơi Chúa Giêsu thật là lớn lao. Cho nên anh ta đã thốt với Chúa Giêsu là khi nào về nước của Chúa thì hãy nhớ đến anh ta. Và đó chính là một xác tín Chúa Giêsu nói với anh ta, ngày hôm nay người sẽ ở trên thiên đàng với ta. Như vậy thì chúng ta, cho dù anh ta có tội thế nào đi chăng nữa, nhưng tình yêu của Thiên Chúa, nếu họ nhìn nhận và tôn vinh Thiên Chúa, họ chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa cuộc đời của họ, thì cũng có nghĩa là họ được tình yêu của Thiên Chúa phủ lấp lên và che đậy đi, hoặc là tẩy rửa cho họ những lỗi lầm. Bằng chứng, chúng ta thấy biết bao nhiêu những tội nhân bước vào tòa giải tội mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho hội thánh để mà xin tha tội cho tất cả những tội nhân. Những người đến xưng tội, họ có tội, bước vào tòa giải tội thì tâm trạng của họ lo sợ, nhưng được ơn của Chúa qua cái lời mà linh mục công bố ơn xá giải mà tha tội, Chúa Giêsu tha tội cho họ bằng chính giá máu của Chúa trên thập giá đó, làm cho họ được bình an, làm cho họ được hạnh phúc. Và chúng ta có thể nói đó chính là trái tim của Chúa, trái tim của Chúa yêu thương. Chính trong ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là một cơ hội mỗi người chúng ta được mời gọi để yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa tức là chúng ta đừng để cho Chúa buồn. Chúng ta yêu mến Chúa tức là chúng ta phải làm cho Chúa vui. Chúng ta yêu mến Chúa tức là chúng ta để cho con người chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta yêu mến Chúa tức là chúng ta để cho Chúa chi phối tất cả những gì thuộc về con người của chúng ta,
Và đó chính là một lời mời gọi. Chúng ta đừng phạm tội. Chúng ta đừng để cho Chúa phải tiếp tục đau khổ, tiếp tục bị đóng đinh bằng những tội của chúng ta. Chúng ta ý thức mình con người mỏng giòn, yếu đuối tội lỗi đó, thì chúng ta lại cậy dựa vào tình thương của Chúa qua việc chúng ta lãnh nhận các bí tích, qua việc chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, qua việc tham dự thánh lễ, qua việc chúng ta siêng năng đến với bí tích thánh thể, để qua đó ơn Chúa tiếp tục tuôn đổ để giúp cho chúng ta có thể thấy được cái tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, và đồng thời nhờ việc chúng ta siêng năng đến với Chúa thì chúng ta lại thấy được, khám phá ra một sự sống mới nơi cuộc đời của chúng ta, đó là chúng ta được sống trong Thiên Chúa. Amen.